Chào mừng các bạn quay trở lại với Invest, mình là Minh. Và như các bạn đã thấy, có một cái sự kiện diễn ra trong mấy ngày gần đây mình nghĩ là thu hút được cái sự chú ý của rất là nhiều người. Và sự kiện đó chính là việc vàng, giá vàng ở trong nước đã có một cú giảm sâu và giảm tương đối là mạnh. Cái từ mà mình thấy trên những cái báo chí cũng như là phương tiện truyền thông hay giật tít và hay để tiêu đề cho cú giảm này đính chính là cái sự giảm sốc của vàng. Và chính cái việc này nó làm cho rất nhiều nhà đầu tư khốn đốn khi mà sáng mua chiều là đã bị lỗ luôn. Hoặc là có những người mà phải vay, những cái người mà phải trả bằng vàng thì những cái người đấy lại là những người đang cảm thấy là có vẻ vui hơn một chút, vì họ đang muốn vàng giảm từng ngày để họ có thể lấy lại vàng để trả lại cho cái khoản tiền hồi xưa họ đã vay. Vậy thì điều gì đã thực sự xảy ra với thị trường vàng ở trong những ngày gần đây, và nhất là đối vàng trong nước? Bên cạnh việc mà phân tích cũng như là theo dõi giá vàng trên quốc tế thì việc giá vàng trong nước mình cũng rất là quan tâm. Và cái câu trả lời của mình sẽ được gửi đến cho mọi người ở trong video ngày hôm nay, thông qua rất là nhiều những kiến thức và thông qua rất là nhiều những bài viết cũng như là bài báo mình tham khảo được ở trên mạng để giải thích cho cái vấn đề là tại sao có cái sự chênh lệch quá nhiều giữa giá vàng quốc tế và giá vàng trong nước, trong khi giá vàng quốc tế giảm nhưng giá vàng trong nước chưa giảm. Rồi đến một hôm là giá vàng trong nước nó lại giảm rất là sốc, thì hôm đấy là giá vàng quốc tế lại có một nhịp nó hồi lại. Thì tất cả câu trả lời nó sẽ được trả lời trong video ngày hôm nay. Mình có cái số liệu ở đây cho các bạn dễ hình dung, bạn dễ theo dõi được cái sự kiện về vàng trong nước. Đó chính là chỉ trong ngày 18 tháng 7, khi bạn theo dõi giá vàng SJC thì cái loại hàng hóa này đã có mức giảm từ 67,15 triệu đồng một lượng với giá mua vào và 67,75 triệu đồng một lượng với giá bán ra. Và cái mức giảm của nó đã xuống đến mức thấp nhất ở trong ngày là 61,8 triệu đồng ở chiều mua vào và 63,8 triệu đồng ở lượt bán ra. Và đây là cái mức giảm tương ứng với mức giảm là hơn 5 triệu đồng một lượng. Và đỉnh điểm ở trong ngày hôm qua, ngày 20 tháng 7 thì vàng đã có một cái cú chạm về cái mốc mà thấp nhất đấy là 60 triệu một lượng. Chính những cái điều này đã khiến cho rất là nhiều nhà đầu tư và rất nhiều những cái người mà mua bán vàng ở trong nước cảm thấy khá là sốc. Và như vậy, so với mức đỉnh là 74 triệu đồng được thiết lập vào hồi cuối tháng 2 và đầu tháng 3 năm nay thì giá vàng SJC đã giảm tới gần 15 triệu đồng một lượng. 15 triệu đồng một lượng một con số thực sự rất là lớn và một con số thực sự là sẽ khiến cho nhiều người cảm giác đu đỉnh khi mua ở cái mức giá là 72, 73, thậm chí là 74 triệu đồng, cảm thấy khá là lo lắng và không biết bao giờ sẽ về được bờ khi họ đã bay vàng ở cái mức giá nó cao như vậy. Tại thời điểm mình làm video này thì giá vàng Việt Nam đã hồi phục lại mốc là 64,2 triệu đồng một lượng với chiều mua vào và 66 triệu đồng một lượng với cái chiều bán ra. Và các bạn sẽ thấy được là cái khoảng cách chênh lệch giữa chiều mua vào và chiều bán ra nó vẫn đang khá là xa nhau. Và thực sự mà nói thì để nếu mà các bạn mua vàng và các bạn bán vàng trong thời điểm này để kiếm lời thì nó sẽ rất là khó ở trong thời điểm hiện tại. Vậy thì quay trở lại câu hỏi mà chúng ta đang được rất nhiều người quan tâm và rất nhiều người đang muốn biết được cái câu trả lời, đấy chính là lý do làm sao mà vàng trong nước những cái hôm vừa rồi có những cú sụt giảm mà sụt giảm rất là sốc và sụt giảm rất là mạnh như vậy. Thì nó sẽ có những cái lý do sau đây mà mình đã tham khảo và mình đã tìm hiểu được ở trên mạng. Yếu tố đầu tiên mà mình phân tích và mình tổng hợp được từ những tin tức ở trên báo và trên phương tiện truyền thông, đây chính là giá vàng trong nước và giá vàng quốc tế nó có một độ chênh lệch nhau nó rất là lớn. Và nếu các bạn là những người bạn quan tâm và bạn theo dõi rất là sát với giá vàng quốc tế thì các bạn sẽ thấy vàng quốc tế trong thời điểm gần đây nó là những cái chuỗi ngày giảm điểm rất là mạnh, và thậm chí vàng quốc tế nó chưa có một cái nhịp nào hồi quá là mạnh ở trong cái thời điểm hiện tại cả. Và cụ thể là vào ngày 18 tháng 7 khi mà giá vàng thế giới quanh ngưỡng là 1.700 đô la Mỹ một ounce, tương ứng với mức giá là khoảng 48 triệu đồng một lượng, thì mức giá này nó vẫn thấp hơn với giá vàng SJC trong nước tới 19 triệu đồng một lượng, với khoảng cách chênh lệch nó quá là lớn. Và do đó dù giảm tới 5 triệu đồng một lượng trong ngày hôm đó thì giá vàng SJC trong nước vẫn cao hơn giá vàng thế giới tới là 15 triệu đồng một lượng, với con số mà thực sự là nó bị chênh lệch quá là lớn. Nếu mà chúng ta tính ra cái này, nếu mà tính về spread về cái chênh giá ở đây thì nó là 15 triệu rơi vào đâu đấy khoảng 700 đến 720 đô la Mỹ. Một con số rất lớn. Và có một nguồn tin mình thu thập được, đấy là theo chuyên gia kinh tế Phó giáo sư tiến sĩ Đinh Trọng Thịnh, thì ông cho biết rằng giá vàng trong nước theo đà giảm sâu của giá vàng thế giới, nhưng cái tốc độ giảm của vàng SJC ở trong nước tương đối là chậm, và khoảng cách giữa giá vàng trong nước và giá vàng thế giới vẫn chênh nhau khá nhiều, nhất là giữa vàng miếng với vàng trang sức. Vậy nên giá vàng SJC giảm là điều không quá là khó hiểu trong thời điểm đó. Và đặc biệt ở trong thời gian qua, khi mà giá USD tăng mạnh nên chúng ta sẽ thấy một cái sự giảm giá của vàng.
Vậy thì câu hỏi tiếp theo chúng ta sẽ được đề cập và chúng ta sẽ phải nhắc đến, đấy là lý do tại sao giá vàng ở trong nước và giá vàng ở quốc tế nó có khoảng chênh nhau nó quá là lớn như vậy. Thì lý do nó là như sau. Nếu như giá vàng trên thế giới nó chịu rất rất nhiều những yếu tố ảnh hưởng, ví dụ như là chỉ số của đồng đô la Mỹ DXY này, tình hình căng thẳng giữa Nga và Ukraine, các cái sự kiện chính trị, thương mại, thiên tai, thảm họa, thì ở thời điểm hiện tại đối với vàng ở trong nước thì điều gì nó là một cái sự kiện nó làm ảnh hưởng đến giá vàng? Theo nhận định của Ngân hàng Nhà nước thì giá vàng ở Việt Nam có chung xu hướng với giá vàng của thế giới. Thế nhưng cái tốc độ điều chỉnh tăng giá của giá vàng trong nước nhanh hơn giá vàng thế giới, còn tốc độ điều chỉnh giảm giá của giá vàng trong nước lại thấp hơn so với giá vàng thế giới. Nguyên nhân được đưa ra ở đây lý do là bởi vì giá vàng của các cái thương hiệu khác ngoài SJC, tức là vàng nguyên liệu, về cơ bản chênh lệch so với quốc tế khoảng 2 triệu đồng một lượng. Riêng đối với giá vàng SJC thì lại chênh lệch tới 15 đến 16 triệu đồng một lượng. Và một phần nguyên nhân được những cái chuyên gia ở trên thị trường đánh giá, đấy chính là nó đến từ cái chủ trương gọi là chống vàng hóa cho nền kinh tế của chính phủ Việt Nam. Và theo Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng thì từ năm 2012 thực hiện Nghị định 24 về quản lý hoạt động kinh doanh vàng, và đặc biệt là từ năm 2014 trở lại đây thì Ngân hàng Nhà nước đã không nhập vàng về để sản xuất vàng miếng, và đây cũng là một trong những cái lý do mà dẫn đến cái nguồn cung vàng ở trong nước đã bị giảm. Trong khi đó thì một phần vàng đã được chuyển sang sản xuất thành vàng trang sức và vàng mỹ nghệ. Và với biến động về giá vàng thế giới như vậy thì mình thấy rằng có khá là nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng miếng, và khi mà niêm yết giá rất lo về các rủi ro có thể xảy ra. Và đấy chính là lý do mà họ sẽ niêm yết giá rất là cao. Và với SJC, đây là một thương hiệu vàng được người dân rất là ưa chuộng, thì họ niêm yết giá cao là một cái ví dụ mà chúng ta có thể nhìn thấy được. Và Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cũng có nói và đồng thời cũng khẳng định rằng thực tế là giá vàng mua và giá vàng bán của doanh nghiệp thường chênh lệch nhau khoảng 1 đến 1,5 triệu đồng một lượng. Thế nhưng nếu mà riêng với SJC thì mua cao thì bán cao, và các thương hiệu khác thì mua thấp thì bán thấp. Vậy nên dù cho các bạn có mua vàng SJC hay của các doanh nghiệp khác thì nó sẽ không có một cái sự quá là khác biệt. Tóm tắt lại những cái ý tưởng ở trên thì lý do của cái việc chênh lệch quá cao giữa giá vàng trong nước và giá vàng quốc tế nó đến từ những cái nội dung sau, mình sẽ tóm tắt lại cho các bạn. Thứ nhất là đến từ chính sách về chống vàng hóa của chính phủ Việt Nam. Thứ hai là về việc là chính phủ cũng đã không có nhập vàng để có thêm nguyên liệu để sản xuất vàng. Và thứ ba nữa là do bản thân những doanh nghiệp họ niêm yết giá vàng cao để họ loại trừ những cái tình huống rủi ro về lạm phát, rủi ro về tỷ giá đối với những doanh nghiệp của họ. Và đây là một cái điều thực tế đang xảy ra ở Việt Nam. Nhưng nếu mà nguyên nhân được cho là dẫn đến cái việc mà giá vàng giảm rất là mạnh ở trong những ngày vừa qua và đỉnh cao nhất của nó giảm đến tận 6%, thì chỉ dựa vào một cái lý do duy nhất là do giá vàng trong nước và giá vàng quốc tế nó cách nhau khá là xa, thì mình thấy là cái câu trả lời đó nó chưa đủ và nó chưa cung cấp đa chiều được về thông tin đối với chúng ta. Nó sẽ còn những cái lý do sau mà mình cũng tìm hiểu và mình cũng thu thập được từ những nguồn thông tin trên mạng sẽ bổ trợ cho mình và bổ trợ cho các bạn để hiểu rõ hơn về câu chuyện là điều gì thực sự diễn ra sau cái việc mà giảm giá vàng của những hôm vừa rồi. Và cái câu trả lời mà mình thấy rất là nhiều chuyên gia được đưa ra ở trên báo, trên những phương tiện truyền thông, đấy chính là nguyên nhân dẫn đến việc giảm giá vàng lần này là do nhà nước siết chặt về quản lý vàng. Và cùng mình thì các bạn hãy điểm lại những cái diễn biến đáng chú ý trong thời gian gần đây về quản lý vàng để thấy được là lý do tại sao thị trường vàng nó lao dốc ở trong những ngày vừa rồi. Vào tháng 6 năm 2022, tại phiên chất vấn của Quốc hội thì đã có rất nhiều ý kiến về việc là tại sao có sự chênh lệch giá vàng quá cao. Ngay sau đó thì chính phủ đã ra nghị quyết 77 của phiên họp thường kỳ chính phủ tháng 5 năm 2022 yêu cầu phải đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô, bao gồm quản lý chặt cả thị trường vàng. Và cụ thể, tiếp tục triển khai các giải pháp quản lý theo nghị định 24/2012. Trong đó thì Ngân hàng Nhà nước tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát đối với các tổ chức kinh doanh vàng. Nếu phát hiện vi phạm sẽ xử lý nghiêm. Thứ ba là dù Ngân hàng Nhà nước chưa thông tin về các đợt thanh tra, kiểm tra và giám sát như nghị quyết chính phủ đã nêu, nhưng diễn biến giá vàng giảm mạnh trong ngày 18 tháng 7, theo rất nhiều chuyên gia thì cũng cho thấy rằng các doanh nghiệp vàng đang có những cái dấu hiệu chùn tay, và có những doanh nghiệp vàng đã thừa nhận đã phải chỉnh chu khi bị soi. Theo như chỉ đạo của chính phủ thì có vẻ như là lần này diễn biến thị trường đang có nhiều bất lợi cho cái việc duy trì sự ổn định của kinh tế vĩ mô, nền tảng phát triển kinh tế của đất nước, mà bất thường về giá vàng sẽ khiến cho tỷ giá đô la Mỹ và đồng Việt Nam tại thị trường tự do sẽ tăng cao. Và đây là nhận định của những chuyên gia kinh tế và những cái người quan tâm, những bác, những cái vị lãnh đạo
có những kinh nghiệm cũng như là có những cái theo dõi rất là sát sao về giá vàng trong nước và những cái thông tin đã được công bố trên mạng. Điều này đi ngược lại với ưu tiên của chính phủ lúc này là ổn định tình hình kinh tế vĩ mô. Cần phải nhắc lại là các năm trước ít thấy bóng dáng của các yếu tố bất lợi cho ổn định kinh tế vĩ mô, ví dụ như là giá cả tăng này, áp lực của lạm phát, sức ép của tăng tỷ giá. Nay thì chúng ta đã thấy những câu chuyện ngược lại ở trên thời điểm hiện tại. Vậy thì dự báo nào cho giá vàng ở Việt Nam trong thời gian tới thì mình có tổng hợp được vài thông tin cũng như là nhận định của những chuyên gia cũng như là của những cái người có uy tín ở trên thị trường về cái đường đi của giá vàng ở Việt Nam ở trong thời điểm tới cũng như là cái nhận định về giá vàng ở thế giới trong thời điểm tiếp theo nó sẽ là như thế nào. Và ở trong cái thời điểm sắp tới, nếu ngân hàng nhà nước mà triển khai nghiêm cái việc thanh tra, kiểm tra và sau này là thường xuyên giám sát cái hoạt động kinh doanh vàng thì có lẽ theo rất là nhiều người, giá vàng sẽ không còn nhảy múa, không còn ở những cái mức mà nó khá là gây sốc cho những nhà đầu tư như ở trong thời điểm hiện tại. Và cái khoản chênh lệch bất thường với giá vàng ở thế giới, với giá vàng Việt Nam mình nghĩ là nó sẽ dần được thu hẹp lại. Và bên cạnh đó, đối với thị trường quốc tế thì triển vọng phục hồi của giá vàng cũng được nhận định khá là mờ mịt. Và đây là một sự thật. Khi mà các bạn thấy giá vàng ở trên thế giới, ở trong những phiên giao dịch vừa rồi, nhất là ở trong những cái tuần gần đây, nó luôn giữ vững ở được một cái nhịp giảm và nó chưa có một cái nhịp phục hồi nào quá là mạnh hay một nhịp phục hồi quá là rõ ràng. Ở đây những cái thông tin mình tổng hợp được cho các bạn như sau, đấy chính là giá vàng thế giới vẫn đang ở vùng đáy của một tháng do áp lực từ sự tăng giá của đồng đô la Mỹ và khả năng là Fed sẽ tiếp tục tăng mạnh lãi suất đối với cuộc chiến chống lạm phát ở trong những cái báo cáo sắp tới của họ. Và trong vòng một tháng vừa qua, chỉ số đô la index hay còn gọi chỉ số DXY đã tăng tới 3% và giới đầu tư cũng đã đặt cược về khả năng Fed sẽ tăng lãi suất với bước nhảy lần này lên tới 1% trong cuộc họp vào cuối tháng 7 và sẽ là một cái thông tin rất là quan trọng. Một lần nữa thì những cái thông tin quan trọng trên thị trường có thể gây sức ép cũng như là gây những cái biến động lớn cho thị trường thì mình sẽ liên tục cập nhật đến cho các bạn. Và có một vài cái số liệu quan trọng được công bố, ví dụ như là số liệu vào ngày 18 tháng 7 cho đến người tiêu dùng ở Mỹ đã giảm bớt kỳ vọng về lạm phát trong tháng 7 này. Và giá bán lẻ xăng ở nước này cũng đã giảm mạnh ở trong tháng qua. Diễn biến giá xăng có thể coi là một cái tin vui đối với quan chức của Fed khi mà họ lo ngại rằng lạm phát tăng cao có thể bám rễ sâu vào trong nền kinh tế và đặt ra trở ngại về cái nỗ lực chống lạm phát của họ. Thì ý tưởng ở đây chính là gì? Là giá xăng là một cái nguyên nhân rất là lớn đẩy cho lạm phát ở Mỹ nó gia tăng ở trong những cái tháng gần đây. Và khi mà giá xăng nó quay đầu giảm nhiệt trở lại thì hiển nhiên giá xăng giảm thì tất cả những cái ngành hàng dịch vụ khác nó sẽ giảm. Và cuộc chiến chống lạm phát đâu đó nó sẽ có những cái động thái nó sẽ dễ thở hơn và nó sẽ nhẹ nhàng hơn so với thời điểm hiện tại. Và ở trên thế giới thì có rất nhiều chuyên gia đang cho rằng cái mốc là 1700 là một cái mốc mà hỗ trợ về tâm lý tương đối tốt. Tuy nhiên nếu các bạn có theo dõi cái buổi livestream tối ngày hôm qua của mình và mình sẽ bật lại ở trên màn hình cho bạn xem. Đấy là ở trong cái phần cuối cái buổi livestream ngày hôm qua. Tại sao lại trong phần cuối? Bởi vì trong xuyên suốt cái buổi livestream dài một tiếng thì mình đã rất là cố gắng để tìm ra có một cái setup cho một cái lệnh buy hay cái một setup cho một cái lệnh sell nào hay không. Thì thực sự có một cái điều rất là buồn và cảm thấy khá là tiếc đến thời điểm hiện tại. Đấy là trong ngày hôm qua mình kỳ vọng là giá vàng nó lên đến khu vực là 10, 12 sau đó nó giảm điểm rất là mạnh. Và ở trong cái buổi đó thì mình đã nhấn mạnh và mình có nói một lần nữa, đấy chính là cái mốc 1700 nó không được giữ vững và nó không thể nào mà nó giữ được sau những cái nhịp giảm tương đối là mạnh ở trong phiên vừa rồi. Và đúng thế thật, ở trong ngày hôm nay tại thời điểm mình làm video này thì giá vàng nó mất đi cái mốc 1700, nó xuống mốc là 1689 và không biết rằng liệu nó có giữ được cái mốc này ở trong phiên giao dịch tối ngày hôm nay hay không. Thì mình sẽ bật lại cho các bạn cái đoạn mà mình nói ở trong ngày hôm qua, lý do tại sao mốc 1700 chúng ta không nên mua ở mốc này một lần nữa. Mặc dù ở trước đây chúng ta đã thể sử dụng mốc này rất là nhiều lần, thì các bạn hãy xem lại cùng với mình. Đây, câu chuyện cục diện nó vẫn đang nằm trong cái tam giác này và nó một lần nữa mình muốn đợi nó về khám phá lại cái vùng này xong mình sẽ tính tiếp. Vì chưa bài ở đây, lý do chưa bài ở đây là bởi vì như các bạn nhìn thấy thì ở đây cái xu hướng giảm được đẩy lên nó vẫn tương đối mạnh. Và nếu các bạn kể Fibo từ khu vực đỉnh này xuống đến khu vực đáy này thì các bạn sẽ thấy là những đây, kể đây. Tất nhiên nó không đúng chính xác 100%, nhưng xin lỗi, tất nhiên là nó không chính xác đến từng giá 100%, nhưng ý tưởng của mình đấy chính là gì? Cái con sóng nó đẩy xuống này thì đây mới có sóng hồi. Với khi con sóng này hồi lên, nếu hồi lên Fibo 0.5, 0.68 nó đi xuống. Và tiếp nữa là nếu các bạn kể từ đây xuống dưới đây nữa thì các bạn sẽ thấy cái nhịp hồi lên tại sao người ta sẽ ở khu vực 15, khu vực 17 thì đây cũng phi bố. Và tổng hợp tất cả những cái này vào thì đây nó là một cái chân giảm, nên những cái nhịp mà càng về sau nó về lại khu vực 05, 06 này thì mình nghĩ nó sẽ không, nó chưa hẳn một cái nhịp an toàn để mình sẽ buy và mình sẽ đợi trong những thời gian đó xem có phân kỳ, xem có RSI tăng, xem có pin 3, pin biếp gì không thì mình mới buy, mình sẽ đợi.
Vì rất có thể sau thằng này phát nó mới gây đến đợt xuyên qua thủng đoạn đấy luôn. Và với cái đà giảm như vậy của vàng thế giới và những cái diễn biến khó lường về tình hình lạm phát, về tình hình áp lực về kinh tế ở những quốc gia lớn trên thế giới, thì rất rất nhiều người và trong đó có mình vẫn đang nhìn thấy rằng vàng nó vẫn đang có một xu hướng giảm khá là rõ rệt và chưa có một cái nhịp hồi phục mạnh mẽ. Vậy thì đi song song với điều đó thì mình cho rằng giá vàng ở thế giới khi mà thu hẹp khoảng cách dần với giá vàng quốc tế thì giá vàng ở Việt Nam ở trong thời gian tới cũng sẽ có những cái nhịp điều chỉnh giảm tương ứng. Và đây là cái nhận định cá nhân của mình. Nếu các bạn có những cái nhận định gì hay các bạn có thêm những cái đóng góp gì với mình về giá vàng trong nước cũng như là giá vàng thế giới thì rất là vui mừng khi mà mình đọc những comment cũng như là những góp ý của các bạn. Và nếu được thì các bạn hãy để lại comment của bạn ở dưới đây và đừng quên bấm like và bấm đăng ký kênh của em Invest. Và hẹn gặp lại các bạn ở trong những video lần sau và cảm ơn mọi người. Và sau đây là những cái nguồn thông tin mình đã sử dụng tham khảo để có nên cái video gửi đến cho mọi người thông tin về giá vàng Việt Nam. Và rất cảm ơn Internet, rất cảm ơn những cái người viết ra những cái bài viết đó để mình có thể cung cấp và mình có thể tổng hợp lại những thông tin này và gửi đến cho các bạn.